Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện doanh môn phục quý của tác giả Vân Nghe. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. chương 206, nghi ngờ. Phạm thị căng thẳng, tự nhủ càng phải cẩn thận hơn. Lúc trước Thái Hậu rất thích Hoàng Hậu, lúc cảnh nhân cung của Hoàng Hậu còn vắng lặng, Thái Hậu vẫn thường xuyên cho người tới tặng đồ, sao thoáng cái lại cho nên bà sợ nhất phải tiến cung, tình thể trong cung luôn thay đổi chỉ trong nháy mắt, hơi bất cẩn sẽ dẫn lửa thiêu thân ngay. Thái hậu nói, hậu cung không được can dự chính sự, mấy năm nay ai ra rất ít hỏi chuyện tiền triều, nếu lần trước không phải là người cầm bằng chứng thành quốc công thông đồng với địch tiến cung, ai ra đã chẳng đưa nó tới trước mặt hoàng đế. Chẳng lẽ có người đàm luận Thái hậu nương nương tham gia vào chính sự? Mặt phạm thị biến sắc, đều là lỗi của thiếp thân, là thiếp thân lỗ mãng mang phong thư vào trong cung. Thái hậu phất phất tay, Phạm thị lập tức cúi đầu, không dám nói gì nữa. Không liên quan tới các ngươi, chỉ là bây giờ ai ra nhớ lại, cảm thấy kỳ quặc thôi. Thái hậu nói kỳ quặc là có ý gì? Thắc mắc nhưng Phạm thị không dám hỏi nhiều. Thái hậu cầm chén trà trên bàn thấp lên uống một hớp rồi lại đặt xuống, Lang Huyên xuất ra xong thì không thấy vào cung nữa. Nghe nhắc tới chuyện này, Phạm Thị hé môi vừa định đáp thì Thái Hậu lại phất tay, quỷ hoài bảo, trước khi trở về nhớ đi vấn ăn Hoàng Hậu. Phạm Thị vội vàng đứng dậy hành lễ. Ra khỏi tầm cung của Thái Hậu, Phạm Thị đứng ở trước cổng từ Ninh cung chờ Tào Ma Ma hầu hạ bên người Thái Hậu. Phạm Thị luôn thông qua Tào Ma Ma tìm hiểu tin tức trong cung. Lần này Thái Hậu có suy tính riêng, bà không dám tùy tiện phỏng đoán, nên tìm Tào Ma Ma hỏi rõ ràng. Một lát sau, Tào Mama cũng từ từ ninh cung đi ra, dẫn Phạm Thị tới một góc vắng vẻ ngồi xuống nói chuyện. Thái hậu nương nương sở hậu cung tham gia chính sự, Tào Mama nói nhỏ vào tai Phạm Thị. Phạm Thị kinh ngạc mờ to cả hai mắt, chẳng lẽ đang nói Hoàng hậu nương nương. Tào Mama lập tức tỏ ra e ngại, cẩn thận nhìn quanh một lượt, thái thái trở về phải nói với quốc cữu ra một tiếng, tránh để tương lai trở tay không kịp. Hoàng hậu đột nhiên giành lại được sự quan tâm của Hoàng thượng, hướng gió trong cung bắt đầu thay đổi. Hẳn Thái hậu cho rằng sự kiện thành quốc công làm phản và việc bỏ lệnh cấm biển có liên quan đến Hoàng hậu, bằng không sao bỗng nhiên lại nói hậu cung nhúng tay vào chính sự. Nhưng châu gia bên bà xem như cũng có tiếp tay trong chuyện đó. Nếu chỉ bởi Hoàng hậu có lại ân dùng thì không đáng để Thái hậu bận tâm. Trong lòng Thái hậu, chữ quân mới là chuyện quan trọng trong mắt Phạm Thị xẹt qua một tia sáng, chẳng lẽ trong cung sắp xảy ra một cuộc chạy đua giành vị trí chữ quân. Thái hậu nương nương hận nhất là chuyện hậu cung can thiệp vào việc lập chữ. Cúc tiên để còn tại vị, nếu không nhờ sớm phát hiện hiến phi bắt tay với bên ngoài tranh đấu, Thái hậu đã bị vu oan tội hãm hại con trai của hiền phi rồi. Phạm Thị chợt thấy lạnh toát cả người. Tương lai bất luận là vị vương gia nào thừa kế hoàng vị, hoàng hậu cũng sẽ được tôn lên làm thái hậu phạm thị hơi suy nghĩ bỗng nghĩ đến một sự kiện khiến bà phải dùng mình nếu thật sự như bà nghĩ hoàng hậu được tôn làm thái hậu thì mẹ đẻ của tân đế cũng sẽ được tôn làm thái hậu và đương nhiên tân đế sẽ thiên về phía mẹ đẻ mình hơn đến lúc đó hoàng hậu chỉ là một thái hậu có tiếng mà không có miếng trừ phi hoàng hậu nhận chữ quân tương lai làm con thừa tự như vậy sẽ chỉ có thể có một vị thái hậu mẹ đẻ của nhị vương gia đã qua đời Tam vương gia là con trai của Ninh Phi, ngũ vương gia do thuộc Phi sinh ra, thất hoàng tử là con ruột của Hy Tần, mẹ đẻ của thập hoàng tử chỉ là một quý nhân. Tính theo phân vị của mẫu thân thì ngũ vương gia xếp cao nhất, tiếp theo là tam vương gia. Ngoại trừ hai vị vương gia này, mẹ đẻ của các hoàng tử còn lại đều có phân vị thấp. Có ưu thế nhất bây giờ là nhị vương gia, mẹ đẻ đã qua đời, lại lớn tuổi nhất được hoàng hậu nhận làm con thừa tử thì chỉ còn cách môi vị chữ quân một bước nữa thôi. Nếu hoàng hậu nương nương nhúng tay vào chính sự, đường đua tranh giành chữ vị sẽ thế nào, không cần nghĩ cũng biết, khó trách vì sao thái hậu lại nói những lời như thế. Hoàng hậu bị bệnh, khang quận vương phi bỏ không ít công sức, bây giờ khang quận vương là tham lĩnh tam phẩm, chẳng lẽ thái hậu cảm thấy khang quận vương đang dựa vào hoàng hậu, làm việc cho hoàng hậu nói không chừng còn đang kết bè kéo đảng bên ngoài và việc hoàng hậu có thể giành lại ân sùng đều là nhờ bè phái mưu tính được quốc cữu gia thường tới lui với khang quận vương nhưng nếu thái hậu đã có lòng nghi ngờ hoàng hậu châu gia phải lập tức giữ khoảng cách với khang quận vương phạm thị càng nghĩ càng hiểu rõ vừa rồi thái hậu bảo bà đi thỉnh an hoàng hậu hẳn là vì sợ hoàng hậu phát hiện ra sự khác biệt bên này nhắc tới lang huyên chắc cũng vì quan hệ thân thiết giữa Lang Huyên và Khang Quận Vương Phi thôi. Tào Mama nói mấy ngày tới không chừng Thái hậu nương nương sẽ triệu nhị tiểu thư tiến cung đấy. triệu Lang Huyên tiến cung. Phạm Thị ngước nhìn Tào Mama, Tào Mama khẽ gật đầu. trong tình hình căng như dây đàn hiện giờ, Phạm Thị cập tức hiểu được Thái hậu muốn hỏi Lang Huyên về Khang Quận Vương Phi. tin tức có được qua cần tiến cung kỳ này khiến tim tưởng thị đập như trồng trầu tay chân run lẩy bẩy. Bà thấp thỏm rời khỏi Tử Ninh cung, đến cảnh nhân cung Thỉnh An hoàng hậu rồi tên kiệu xuất cung. Vừa ngồi vào xe ngựa nhà mình, Phạm Thị Cập tức là người, chán dịn mồ hôi tanh. Chương 207: Nghi ngờ. Lâm Di cùng Hiền Quận Vương phi xuất cung, Hiền Quận Vương phi ngỏ ý mời Lâm Di đến phủ mình ngồi chơi một chút. Sau khi đến phủ Hiền Quận Vương, lâm di mới biết được độ sĩ mê của hiền quận vương dành cho thư tịch nhiều đến cỡ nào đông viên của hiền quận vương phủ thông với bên ngoài phụ tá do hiền quận vương chiêu mộ về đều ngụ tại đông viên nghe nói hiến quận vương thường xuyên ở đông viên viết sách có khi nửa tháng cũng không thấy mặt hiền quận vương phi dẫn lâm di đi dạo một vòng phủ hiền quận vương do thành tổ hoàng để bạn thường vốn cực kỳ rộng bây giờ hiền quận vương tách toàn bộ đông viên thành một khu vực riêng diện tích hậu viện thành ra lại không khác mấy so với phủ khang quận vương. Hiển quân vương phi cười kể về hiến quận vương, ta có nói đệ muội cũng không tin đầu, quận vương ra nhà ta bốn năm ngày không ra khỏi cửa là chuyện thường, thậm chí ở lì trong phòng một hơi nửa tháng cũng có, bằng không mọi người đã chẳng đặt cho ngài ấy ly biệt danh mọt sách. Lần trước nghe nói triều đình phải thuyền buôn ra biển, sắp tới còn định bỏ lệnh cấm biển, ngài ấy mừng đến nhảy cẫng, bảo sau này không phải lo thiếu sách dị tộc để xem nữa. Mỗi lần nhắc tới mấy quan viên ủng hộ bỏ chính sách cấm biển, quận vương gia nhà ta hâm mộ lắm luôn. Ngày ấy cứ nói tiếc là bản thân không có chức vụ, bằng không cũng sẽ dâng một tấu chương góp lời. Hiển quân vương một lòng theo đuổi học vấn, hoàn toàn không hỏi tới chính sự nên mới vậy, làm gì có chuyện không có cơ hội dâng tấu chương chứ. Lâm Di nói, mỗi lần hoàng thượng triệu kiến con cháu tôn thất, có năm nào thiếu hiến quận vương đầu hoàng thượng còn thường ở dưỡng tâm điển cùng hiến quận vương đàm luận luật cữ lịch pháp cả triều đại chu cũng không tìm được người thứ hai có kiến thức uyên bác như hiến quận vương cũng chưa hẳn là chuyện tốt hiến quận vương phi nhỏ giọng nói ngoại trừ mấy ngày lễ tết không thì mỗi lần hoàng thượng triệu kiến quận vương ra nhà ta phần lớn đều là vì quốc sự có vấn đề khó quận vương ra hiến quận vương phi vừa dứt lời người gác cổng liền đến bẩm báo, trong cung cho người đến đưa thẻ bài, Hoàng thượng triệu quận vương ra ngày mai vào cung à. Lâm Di và Hiền quận vương phi quay sang nhìn nhau, thật sự là nói cái gì thiêng cái đó. Hiền quận vương phi sai người đến đông viên thông báo cho Hiền quận vương biết. Trước khi lên xe ngựa ra về, rốt cuộc Lâm Di cũng gặp được Hiền quận vương. Hiển quận Vương Phi thật sự không hề giống với mường tượng của nàng, cao to hơn cả Chu Thập Cửu, chán rộng mày rậm, trông văn nhã nhưng không hề yếu ớt, nhìn thấy Lâm Di liền hỏi, tiểu thập cửu thế nào? Lâu lắm không gặp cậu ấy, phụ tá mới của ta muốn tìm cậu ấy đàm luận phép tính đấy. Hiền quận Vương Phi bèn cười giữ Lâm Di lại, thôi để muội đừng về nữa, mời khang quận Vương đến đây luôn, chúng ta là một bàn tiệc nhỏ trong phủ cùng ăn, huynh đệ bọn họ đã lâu không gặp nhau rồi. Lâm Di cười nói, mấy ngày nay quận Vương ra đều trực, chỉ sợ không có thời gian dành. Hiến Quận Vương phi thở dài, đành tiễn Lâm Di lên xe ngựa. Xe ngựa chuẩn bị lăn bánh, Lâm Di bỗng nhớ tới một chuyện, bèn vén rèm lên hỏi Hiến Quận Vương phi, "Hiền Quận Vương gia có hứng thú với sách y không ạ?" À? Nàng hơi đỏ mặt, "Bình thường ta thích xem sách cổ, nếu Hiến Quận Vương gia có loại sách này, chẳng biết ta có thể mặt dày mượn đọc hay không?" Hiền Quận Vương phi nghe vậy thì cười nói, sao ta lại quên đệ muội cũng là cá mè một lứa với quận vương gia nhà ta nhi thử khác không có chưa sách các loại đều có tất muội thích thì để ta đi hỏi ngày mai sẽ đưa sang chỗ muội hiền quận vương phi luôn dễ nói chuyện như vậy lâm di chớp mắt lúc còn ở phúc ninh ta có xem qua một vài quyền thuốc không lưu truyền rộng rãi có chép lại cho mình một bàn nếu hiền quận vương gia khống chế ta sẽ cho người sao y một tập đưa sang hiến quận vương phi nở nụ cười được thế dĩ nhiên là quá tốt. Lâm Di lại tạm biệt hiền quận Vương Phi, buông rèm xuống, xe ngựa chậm rãi chạy ra khỏi hẻm. Đêm xuống, Lâm Di chờ Chu Thập Cửu quay lại, vừa giúp Chu Thập Cửu thay y phục vừa kể lại chuyện trong cung và chuyện ở phủ hiến quận Vương. Chu Thập Cửu chi càng lặng lắng nghe, không nói một lời. Lâm Di ngừng tay, cúc nhìn thấy châu đại thái thái phạm thị nhà quốc cữu ra ra khỏi tử ninh cung, tâm trạng nàng lập tức trùng xuống. Mặc dù trước đó Chu Thập Cửu đã dự đoán được tình thế trong cũng sẽ trở nên căng thẳng, nhưng liên quan đến chuyện lập chữ, chẳng ai có thể ôm suy nghĩ binh đến tướng chặn hay nước lên đất ngăn cả. Bằng không Chu Thập Cửu đã chẳng để nàng đi hỏi thăm tin tức. Hiến quận vương nói, phụ tá mới vào phủ của ngài ấy muốn tìm quận vương ra đàm luận phép tính. Lâm Di thoáng dừng lại, đúng lúc hoàng thượng cũng muốn triệu kiến hiến quận vương. Sang sớm Chu Thập Cửu có nhắc đến Hiền Quận Vương Phi, vì vậy nàng mới đồng ý đến phủ Hiền Quận Vương chơi sau khi ra khỏi cung. Người Chu Thập Cửu muốn nhờ cậy chính là vì Hiền Quận Vương xưa nay không hỏi tới chính sự kia. Từ sự kiện bình loạn đến vụ bỏ lệnh cấm biển, Chu Thập Cửu thật sự quá nổi bật, nên bây giờ có bất kỳ gió thổi cỏ lay nào đều có khả năng bị liên lụy. Hoàng thượng triệu hiến quận vương tiện cung, cho dù không đề cập chính sự thì cũng có khả năng hỏi ý kiến hiền quận vương một chút. Lầm gì xếp gọn quan phục của Chu Thập Cửu xong rồi giao cho Hồ Đào. Ta cảm thấy, hiến quận vương gia thích viết sách như vậy, trong phủ nhất định có rất nhiều sách, vì vậy đã ngỏ ý mượn hiến quận vương gia một ít sách thuốc về đọc. Đổi lại, chúng ta có thể sao y số sách thuốc tạ chép tay trước đây lại một bản đưa sang chỗ hiến quận vương gia, nói không chừng lại hữu dụng với ngài ấy. Cứ như vậy, Phủ Khang quận vương và Phủ Hiến quận vương cũng có tiền đề để qua lại. Chu Thập Cửu nghe đến đó, nụ cười trên mặt thêm rõ ràng, việc Lâm Di có thể hiểu ý chàng không còn khiến chàng kinh ngạc nữa. Ngay cả chính sự nàng cũng có thể nhìn thấu, vậy càng không cần nhắc đến chuyện trong nhà. Lâm Di ngẩng đầu nhìn Chu Thập Cửu, nụ cười trên mặt Chu Thập Cửu đã không còn là nụ cười xã giao bất biến kia nữa dẫu vẫn chưa thấy đa dạng thần sắc như do dự hay căng thẳng. Song ít nhiều gì bây giờ Lâm Di cũng đã hiểu, bất kể là ai ở vị trí của Chu Thập Cửu, đều phải học được cách che giấu tâm trạng của mình. Thần tử mới không giống như thần tử cũ, Chu Thập Cửu ngồi xuống trên giường, cười nhìn Lâm Di, hoàng thượng phá lệ đề bạt ta, nhưng sẽ không tùy tiện giao phó trách nhiệm. Khi vẫn chưa hiểu rõ một ai đó, người ta có khuynh hướng đề phòng và nghi kỵ nhiều hơn là tín nhiệm. Đều bởi vì Chu Thập Cửu không có trường bởi chính thức đứng ra nói giúp trước mặt Hoàng thượng, cũng không có sự che chở của gia tộc, Hoàng thượng thật sự biết rất ít về chàng. Nói cách khác, bất luận là tôn thất hay là huân quý, cái họ dựa vào chính là tình cảm của quân vương dành cho lòng trung thành tuyệt đối của tổ tông mình. Nếu không vì tôn thất rất trọng hai chữ thể diện, tình cảnh của Chu Thập Cửu sẽ chính là bơi vợ không nơi nương tựa. Đứng trước cảnh Chu lão phu nhân chẳng những không giúp đỡ mà còn đúng sau nhìn chằm chằm, nếu đổi lại là người khác, e rằng ngay cả dũng khí liều một lần cũng không có. Quan hệ giữa quân thân mong manh, kẻ khác mà rèm pha cái gì? Hoàng thượng đều sẽ rất dễ tin là đúng. Cho nên hoàng thượng mới cần người đáng tin cậy giúp đỡ, hoàng thượng không hiểu rõ Chu Thập Cửu, nhưng tại qua rõ phẩm chất làm người của hiền quân vương. Nhờ hiền quận vương lên tiếng, thật sự hữu dụng hơn việc chu thập cửu tự minh biện bạch trước mặt hoàng đế nhiều. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio, chương 208, Phản Chiến. Về chuyện của hoàng hậu và chữ quân, Lâm Di vẫn còn thắc mắc, bàn thử thăm dò chu thập cửu. Sớm muộn gì quận vương gia cũng phải ủng hộ một vị vương gia mà chúng không. Chu thập cửu cầm lấy chén trà bằng sử trắng lên nhìn, cười nói, đến lúc tân quân thật sự đăng cơ, trước đó cho dù không đứng về phía nào thì vẫn sẽ bị người khác vu oan hãm hại. Vấn đề là Chu thập cửu sẽ ủng hộ vị hoàng tử nào? Không chờ đến khi xác định được kết quả cuối cùng, Chu thập cửu hẳn sẽ chẳng nói ra. Chu thập cửu hỏi, hoàng hậu nương nương muốn nhận một vị hoàng tử làm con thừa tử, theo em, vị nào có khả năng được nhận nhất? mẹ ruột của nhị vương gia đã qua đời. Tam vương gia do Ninh Phi sinh ra, ngũ vương gia là con trai của Thục Phi, mẹ đẻ của thất hoàng tử là Hạ Tần, còn của thập hoàng tử là một quý nhân. Giữa nhị vương gia, thất hoàng tử và thập hoàng tử. Đương nhiên nhị vương gia là người có hoàn cảnh phù hợp nhất. Chu thập cửu nhắc tới chuyện này, chẳng lẽ muốn ám chỉ tương lai bọn họ có khả năng đứng về phía hoàng hậu nương nương? mẹ đẻ của ngũ vương gia thục phi nương nương là một trong tử phi đứng đầu cửu tần. Ngũ vương gia lại cưới ngũ tiểu thư ninh bình hầu làm chính thê. Tỷ tỷ của ngũ tiểu thư ninh bình hầu là Huệ Phi không có con cái. Nếu muốn hướng vinh hoa phú quý cả đời, Huệ Phi chắc chắn sẽ chọn một cây đại thụ để trèo lên. Thục Phi có thân phận cao quý, có hoàng tử bên người, chưa kể còn từng phụ giúp quản lý hậu cung trong thời gian hoàng hậu ẩn cư tại cảnh nhân cung. Huệ vì trẻ tuổi xinh đẹp, được thành sùng. Ngũ vương gia trời sinh thông minh, gần đây rất được hoàng thượng trọng dung. Nếu không muốn nương nhờ ngũ vương gia, vậy bọn họ phải suy nghĩ thật kỹ. Rửa mặt xong, hai vợ chồng lên giường nằm nói chuyện, chỉ chốc lát sau đã ngủ. Ngày hôm sau quả nhiên phủ hiến quận vương đưa sách thuốc lại đây, bà tử mang sách đến cười tuét miệng, quận vương phi nô tỳ nói, khi nào khang quận vương phi xem xong số này nô tỳ sẽ lại mang mấy cuốn khác tới. Lâm Di chuyển lời cảm ơn phu thê hiến quận Vương Phi, sau đó để tiểu nha hoàn thưởng bạc cho bà tử mang sách tới. Người của phủ hiền quận Vương Phủ đi rồi, Lâm Di mới mở sách thuốc ra xem. Trong tàng thư các của phủ hiến quận Vương quả nhiên đều là trận phẩm, Lâm Di chỉ lật vài trang liền ngồi đọc một hơi mấy canh giờ. Hôm nay trời rất đẹp, ánh nắng dọi lên người vừa ấm vừa dễ chịu ngoài cửa sổ thi thoảng vang lên tiếng nhóm tiểu nha hoàn cười đùa, cảm giác nhàn nhã này thật sự khiến người ta thỏa mãn. Chi trong mấy ngày mà triều đình đã phê duyệt cho không ít con cháu huân quý và tôn thất nhập sĩ. Cách 5 năm triều đình mới chính thức tuyển một nhóm thị vệ, vì vậy chuyện các gia đình hiền quý trong kinh tốn bao nhiêu công sức để tranh thủ tiền để cho con cháu đời sau, không cần nói cũng đoán được. Văn thư bổ nhiệm được ban xuống, Chu Nguyễn Cảnh đến Tam Vương Phủ, Chu Nguyên Kỳ không được tuyển làm thị vệ, mà bị điều đến hộ quân doanh. Sau khi được tin, Lâm Di mới biết đến hộ quận doanh mới là ý muốn của Chu Nguyên Kỳ. Lúc phụ thân của Chu Nguyên Kỳ hay tin, cứ tưởng rằng Chu Nguyên Kỳ không được tuyển là do vấn đề về phẩm hạnh khi trước, bèn tôi ra pháp ra đánh con trai một trận như từ. Sau đó Chu Nguyên Kỳ khập khiễng lên đến cảm ơn Chu Thập Cửu. Lâm Di ở trong buồng thiêu thùa, nghe tường thuật mọi chuyện xong thì lại cảm thấy quả thật Chu Nguyên Kỳ không giống những vị con cháu tôn thất còn lại lắm. Chu Nguyên Kỳ và Tường Thị đều là người thông minh, can đảm, có chính kiến riêng, sẵn sàng chịu đau đớn ra thịt, gánh vác oan ức để biến mong ước thành hành động. So với việc bổ nhiệm thị vệ thì trong cũng vừa diễn ra một màn chúc mừng đặc sắc hơn. Huệ âm thầm cho là một chiếc đèn cung đình khổng lồ để cung nữ nâng đến trước mặt thánh thượng. Đèn cung đình chậm rãi xoay tròn, để lộ Huệ phi huyền điệu gầy cầm bên trong. Cảnh tượng lúc đó cực kỳ lóa mắt, gây chấn động mạnh cho hoàng thượng, nhất là Huệ phi còn trang hoàng tầm cung của mình thành giống bên trong đèn cung đình, ai bước vào cũng sẽ thấy như đang trong mộng. Đáng khen ngợi hơn cả là, chiếc đèn cung đình này vốn được chuẩn bị cho Tết Trung Nguyên, nhưng nó không được mang ra dùng, bởi vì lúc ấy phượng thể của hoàng hậu nương nương mới khỏi Huệ Vi và các nương nương còn lại đều không đành lòng quấy giày để hậu hâm nóng tình cảnh. Thể là chờ đến khi hậu cung dần dần bình lặng lại, Huệ Phi mới hiền nghệ trước mặt hoàng thượng. Nữ nhân trong cung đều thông minh hơn người hiểu được đâu là thời cơ tranh thủ tình cảm. Huệ y vốn xinh đẹp, có thêm cảnh nền như vậy tô điểm, hoàng thượng muốn không động lòng cũng khó. Tình cảm giữa để hậu dẫu có sâu đậm thì cũng là lúc trước, con người đều có tật chung là khi có trong tay thì không biết quý, lúc mất rồi mới nhớ. Nghĩ tới đây, Lâm Di bất giác mỉm cười. Cười gì thế, Chu thập cửu đặt sách trong tay xuống, nhìn Lâm Di ngồi dưới ánh đèn. Lâm Di nâng chén trà lên uống một hớp, cười nói, cửa hàng tranh chữ sắp sửa xong rồi, nhất định có thể khai trương trước năm mới. Hiến quận Vương Phi còn đưa ta ba dương thư họa nhờ bán hộ. Chu thập cửu nghe Lâm Di báo cáo chuyện về cửa hàng xong, hồi lâu sau mới cười cười. Bâng quơ kể, hôm nay lúc trở về, nhìn thấy nội thị cầm bảng tên đến tể ra, ta hỏi thì được biết là Thái Hậu muốn triệu kiến tể nhị nãi nãi. Trước đó vài ngày Lâm Di mới chạm mặt mẫu thân Châu lang Huyên vào cung, chưa được bao lâu Thái Hậu đã muốn gặp Châu lang Huyên rồi. Nhắc tới mới nhớ, lâu rồi nàng không gặp Châu lang Huyên. Lần trước nàng mời tề tam tiểu thư, Châu Lạng Huyên và Trịnh Thất Tiểu Thư tới dự tiệc, Châu Lang Huyên không đến được, Tổ Tam Tiểu Thư nói bởi vì nàng ấy không được khỏe. Lúc trước nếu bạn chuyện không thể tụ tập, Châu Lang Huyện sẽ viết thư cho nàng. Cần này tại chỉ nhờ Tề Tam Tiểu Thư truyền lời, Lâm Di ngước lên đón nhận ánh mắt của Chu Thập Cửu. Chu Thập Cửu đang nhắc nhờ nàng, Châu Lang Huyện rất có thể sẽ giữ khoảng cách với nàng. Chương 209: Phản chiến trong từ ninh cung của Thái Hậu có đặt chậu than, vừa vào đại điện sẽ thấy khí ẩm ùa vào mặt. Châu Lang Huyên cẩn thận bước tới hành lễ. Dường như Thái Hậu đang có tâm trạng tốt, hiền từ cười bảo nàng ngồi xuống. Các nữ quan kính cẩn đứng ở một bên, đỉnh lư hương lượn lờ khói xanh, Thái Hậu mặc y phục ngấm màu xanh ngọc thiêu hoa văn chim phượng vơn mẫu đơn, tóc mai điểm bạc, biểu cảm thoải mái, hoàn toàn là dáng vẻ của trường bối gặp gỡ vãn bối. Thái hậu mỉm cười, chưa thành thân còn đỡ, có thể theo mẫu thân người tiến cung, lấy chồng xong lại chẳng thấy mặt đâu nữa. Bà nói bằng chất giọng ôn hòa có thể chấn an người nghe. Châu lang huyên kính cẩn đáp, mặc dù thiếp thân không thể thường xuyên tiến cung, nhưng ngày ngày đều cầu phúc cho Thái hậu nương nương, mong Thái hậu nương nương được khỏe mạnh an khang. Thái hậu gật đầu hài lòng, tựa lưng vào gối dựa, ngắm nhìn khuôn mặt của châu lang huyên dường như có thể từ đó thấy được bóng dáng lúc trẻ của mình, đứa trẻ ngoan, đúng là vừa thông minh như phụ thân ngươi, vừa hiền lành như mẫu thân ngươi. Châu lang huyện ngượng ngùng củi đầu cười. Nói xong mấy lời dạo đầu, Thái hậu chậm rãi lần Phật Châu, nghe nói ngươi khá thân với khang quận Vương Phi. Dẫu đã sớm đoán được Thái hậu sẽ hỏi về khang quận Vương Phi, nhưng khi nghe thấy câu hỏi này, Châu Lạng Huyên vẫn trở nên căng thẳng. Thiếp thân quen biết khang quận vương phi lúc nàng ấy vừa vào kinh sau đó cũng có qua lại với nhau thái hậu gật đầu rồi lại ngước lên nhìn châu lang huyên ánh mắt vốn hiền hòa bỗng trở nên như nhìn thấu được suy nghĩ của người khác ngươi có từng ở chỗ khang quận vương phi nghe được gì không hoàng hậu ra mặt giúp nhân ra nhân ngữ tu tiên sinh nói bệnh của hoàng hậu thật ra cũng không quá nghiêm trọng gì châu lang huyên đắm chìm trong suy nghĩ thoáng thất thần. Từ vẻ mệt của nàng, Thái Hậu đã nhìn ra khúc mắc, bèn liếc Tảo Ma Ma đứng cạnh mình. Tảo Ma Ma châm thêm trà cho Châu Lăng Huyên, hạ giọng nói, nhị tiểu thư, có chuyện gì mà không thể nói với Thái Hậu nương nương chứ? Còn ai có thể thân cận hơn Thái Hậu nương nương đầu? Thái Hậu nương nương hỏi những chuyện này là vì quan tâm nhà mẹ thôi. Cùng là người Châu gia cả, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục mà làm sao nàng lại không hiểu đạo lý này chứ từ nhỏ tổ mẫu và mẫu thân đã nói với nàng con cháu trong nhà không nhập sĩ là vì muốn tránh chuyện ngự sử lấy cớ liên lụy thái hậu nương nương đứng ở vị trí ngoại thích quyền cao chức trọng thì một bước cũng không thể đi sai bằng không ngay từ nhỏ nàng đã chẳng phải học nhiều phép tắc như vậy tất cả đều vì không muốn làm người nhà bị mất mặt trước khi nàng gà vào tề ra mẫu thân còn than phiền với nàng rằng tổ phụ cẩn thận quá mức cần thiết hôn nhân của toàn bộ vãn bối trong nhà không thể cưới cao cũng không được gả cao bây giờ thái hậu đã chuyển đến từ ninh cung an dưỡng các hoàng tử đều đã trưởng thành cho dù có ngự sử dâng sớ tổ ngoại thích lộng quyền thì cũng chẳng dính dáng gì đến nhà ngoại của thái hậu ngoại thích có thể là phía mẹ hay cũng có thể là phía vợ vua cho nên trong trường hợp này nếu ngự sử tố cáo ngoại thích lộng quyền là tổ nhà mẹ của hoàng hậu, chứ không phải phía nhà mẹ thái hậu. Vạn sự đều phải lấy lợi ích của thái hậu nương nương làm đầu. Bây giờ thái hậu nương nương hỏi nàng như vậy, nàng có nên nói ra hết những gì mình biết hay không? Châu lang Huyên ngẩng đầu tiên, cũng không nghe nói gì cả. Từ ninh cung cấp tức trở nên yên ắng, thái hậu không nói lời nào, dường như mọi người đều đang ngừng thở. Châu Lam Huyên khẽ xít khăn tay, nhớ tới vài ngày trước mình đến Phủ Khang quận Vương truyền tin, dáng vẻ tránh né không muốn nói của Lâm Di. Ngoại thích chính là ngoại thích, liên quan đến Thái Hậu Nương Nương, làm gì có ai sẽ thật lòng thổ lộ, nói hết bí mật trong lòng mình ra cho nàng nghe chứ. Châu Lam Huyên cục mắt nhìn xuống, mỗi lần thiếp thân ở Phủ Khang quận Vương, phần lớn chỉ chơi cờ trò chuyện phiếm với Khang quận Vương Phi khang quận vương phi biết làm được thiện và thiêu hai mặt nên thiếp thân cũng theo nàng ấy học những món này có mấy lần gặp được nhân ngữ thu nhưng đều chẳng hề đề cập gì tới chính sự nói tới đây nàng cẩn thận ngước lên nhìn có một lần thiếp thân nghe khang quận vương phi nói rằng bệnh của hoàng hậu nương nương không nghiêm trọng lãm mắt tào Mama sáng lên nhẹ gật đầu với châu lạng huyên gật đầu như muốn động viên nàng nói tiếp dưới cái nhìn chằm chằm của thái hậu châu lang huyên lại cúi đầu khang quận vương phi còn nói bây giờ chính là thời cơ tốt chữa khỏi bệnh cho hoàng hậu nương nương bàn tay đang lần phật châu của thái hậu khựng lại chính là thời cơ tốt thời cơ gì sau cái chết của phụ thân và huynh trường hoàng hậu trở nên lạnh nhạt với hoàng thượng bây giờ chuyện thủy quân lại trồi lên nếu quả thật giống như lời đồn phụ thân và huynh trường của hoàng hậu và bảo vệ danh dự cho hoàng đế mới bỏ mình hoàng để đương nhiên sẽ hổ thẹn với hoàng hậu, hoàng hậu có thể nhờ vào đó để giành được ân sung. Nói cách khác, bất luận là hoàng hậu hay là khang quận vương, cả hai đều đang lợi dụng chuyện cũ để trục lợi. Vừa vặn giống như những gì thái hậu nghe đồn. Móng tay châu lang huyện gần như cắm sâu vào lòng bàn tay nàng, thật lâu sau nàng mới cắn môi, lấy dụng khi nói tiếp, có lẽ vì vừa đúng lúc nhân ngữ thu vào kinh. Khang quận Vương Phi mới nói thế dùng một chút nàng lại vội vàng thêm vào hoàng hậu nương nương hiền lành xứng là mẫu nghi thiên hạ tào ma ma họ khan một tiếng nghe vậy châu lang huyên mới phát giác mình đã lỡ lời thái hậu nghi ngờ với hoàng hậu nàng lại nhắc tới lời khen thái hậu dành cho hoàng hậu lúc trước thái hậu cụp mắt nhìn xuống vẻ mặt mệt mỏi tào ma ma bước lên dìu thái hậu đi vào phòng sười châu lang huyên hành lễ đưa tiễn cúi thấp đầu cẩn thận dòng tay lắng nghe, thật lâu sau trong phòng sưởi mới vọng ra tiếng bước chân, đều nhịp và vững chãi, không giống như của nữ giới. Nàng không dám ngẩng đầu lên, chỉ nghe tiếng bước chân lướt ngang qua mình, đi theo cùng còn có vài nội thị và cung nhân. Là ai mà có thể ở trong phòng sưởi của Thái Hậu? Châu làng huyền ngẫm nghĩ, ngay sau đó tim liền đập như trống châu. Là Hoàng thượng, những lời nàng vừa nói đã bị Hoàng thượng nghe thấy châu lang huyên còn đang hoảng hốt thì tào ma ma ra đã khỏi phòng sữa bước tới nói thái hậu nương nương nghỉ ngơi rồi nhị tiểu thư trở về đi ra khỏi từ ninh cung châu lạng huyên nhìn thấy thục phi đang trên đường đến Thỉnh an thái hậu bèn vội vàng hành lễ thục phi cười nhẹ tiểu thư nhà quốc cữu đây mà đúng không lúc châu lang huyên xuất giả thục phi còn ban thường châu lang huyên kính cần gật đầu trí nhớ của nương nương tốt thật Thục Phi tỏ ra phân chấn, kéo tay Châu Lang huyện bảo, gả cho người ta rồi cũng vẫn phải thường đến thăm Thái hậu nương nương đấy. Châu Lang Huyên vâng dạ đáp lại, qua khóe mắt thấy được nữ quan bên cạnh Thục Phi đang cầm một cặp bao đầu gối cót công trồn tia. Hiển nhiên là để dâng cho Thái hậu nương nương. Những năm qua cảnh nhân cung của Hoàng hậu nương nương rất quạnh quẽ, đều là Đức Phi và Thục Phi tới lui từ Ninh Cung, chứ ít thấy mặt Hoàng hậu nàng mới ra khỏi cung của Thái hậu nương nương trong cung liền gặp phải Thục Phi. Chuyện này hiển nhiên không phải do tình cờ mà đã được sắp xếp sẵn từ trước. Thục Phi đang nhắc nhở nàng, hoặc đang nhắc nhở toàn bộ người nhà của quốc cữu, đừng đứng sai vị trí. Châu Lang Huyền lên xe ngựa xuất cung, trên đường trở về liên tục vén rèm tên nhìn quanh. Thấy nàng cứ nhìn về hướng dẫn đến Phủ Khang quận Vương. Quể nhi nhỏ giọng hỏi, nãy nãy muốn đến Phủ Khang quận Vương sao ạ? À? nô tỳ cho người tới đó thông báo trước một tiếng nhé. Châu Lang Huyên khẽ cắt đầu, không còn sớm nữa, về thẳng nhà đi. Xe ngựa đến trước của tể gia, Hàn Ma Ma đã chờ sẵn ngoài công thủy hoa, cười nói, Khang quận Vương Phi cho người đưa sang một mở thịt hươu tươi lắm à. Trước đó mọi người đã hẹn nhau, Thu Sang sẽ tụ tập cùng nướng thịt hươu ăn. Lầm gì vẫn nhớ đưa sang một phần cho nàng, tìm Châu Lang Huyên khẽ run lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Chương 210: Phản chiến. Đến dịp săn thú mùa thu, hoàng thượng vẫn chưa có ý định đến bãi săn nên tầng lớp huấn quý cũng không dám gióng trống khua chiêng tụ tập đi săn bắn, chỉ thỉnh thoảng tiêu khiển một chút thôi. Chu thập Cửu dẫu gì cũng là huynh đệ con cháu của nhóm người đó vì vậy Phủ Khang quận vương liên tục được tặng thành quả săn bắn, lâm di bèn cho người nấu canh thịt hưu đưa sang chỗ chu lão phu nhân nhân dịp thịt còn tươi lâm di quyết định tự tay đốt canh thịt cho chu lão thái gia uống chu lão thái gia hiếm khi uống được gần nửa chén canh như hôm nay lâm di đưa chén cho bạch thược sau đó ra ngoài nói chuyện với chu lão phu nhân trong chén của thẩm nương có cho thêm táo với hoàng kỳ có tác dụng bổ máu ẩm người nàng cười nói không biết thấm nương uống có quen không chu lão phu nhân cười hiền lúc trước trong nhà cũng nấu kiểu này nhưng mùi vị không ngon như cháu làm. Bộ phận nào của con hươu cũng bổ dưỡng, nên thời gian này huân quý trong kinh đều sẽ nấu thịt hươu dùng. Cháu bận rộn nấu nướng cả buổi rồi, chu lão phu nhân cười bảo, nhanh đi nghỉ ngơi đi, đừng để bị mệt quá. Hai người đang nói chuyện thì chu đại thái thái chân thị và chu nhị thái thái quách thị bước vào, chu lão phu nhân trách cứ liếc nhìn chân thị, cũng không biết sớm đi tới giúp đỡ một tay. Chân thị dụ mặt lúng túng, con cứ tưởng đến giờ này là sớm nhưng vừa bước vào liền nghe thấy mùi thơm cho nên mới biết đầu bếp đã nấu xong rồi chứ ai giống cô chu lão phu nhân giờ khóc giờ cười luôn chờ tới chiều mới chịu động tay trần thị vội nói đều là lỗi của con tối nay món thịt hầm nồi đá để con làm cho khai tiệc con cũng sẽ tự phạt uống hai chén chu lão phu nhân cười nhìn lâm di đúng là chỗ tốt đều bị nó chiếm hết tới muộn còn mơ tưởng tới rượu hoa quế của cháu kia. Quách Thị che miệng cười. Lâm gì cũng cười nói rượu hoa quế đã được chuẩn bị sẵn rồi. cháu đang lo không ai nếm thử giúp đầy. Trần Thị cũng không nhịn được mà bật cười. rõ ràng mẫu thân đang lôi ta ra làm trò chọc mọi người. vậy mà hai đệ muội cũng không biết nói giúp ta. Quách Thị ngừng cười, tỏ ra nghiêm túc. ta chỉ muốn mẫu thân vui vẻ. nên xin phép quên đại tẩu đi nhé mọi người lại cười to một trận, không khí trong phòng rất vui vẻ hòa thuận. Ban đêm dùng bữa, Chu Nguyễn Cảnh và Chu Nguyễn Quý bản tính muốn chuốc say Chu Thập Cửu, cuối cùng Chu Nguyễn Quý tại say túy túy trước, loạng choạng quỳ sụp xuống ôm chân Chu lão phu nhân, nghẹn ngào nhận lỗi liên hồi. Quách thị giật nảy mình, cập tức định chạy lại đỡ Chu Nguyễn Quý dậy, Chu Nguyễn Cảnh cũng kéo đứa đệ đệ u lì của mình. Ai ngờ Chu Nguyễn Quý tại nổi cơn cứng đầu, muốn nói chuyện nên ôm chân chu lão phu nhân thật chặt nhất quyết không chịu buông ra chu lão phu nhân nhìn cảnh hai đứa con trai rằng co cuối cùng thở dài nhìn chu nguyễn cảnh thôi cứ nghe xem đệ đệ cậu muốn nói gì không biết từ lúc nào mà mặt chu nguyễn quý đã tèm lem nước mắt nước mũi quách thị thấy vậy bèn vội vàng đưa khăn tay sang chu nguyễn quý cầm khăn cau loạn xạ một lượt rồi mở miệng nói mẫu thân mấy năm qua con không hiểu chuyện cứ khiển mẫu thân phải bận tâm mãi. Về sau con sẽ không chơi dế nữa, cho dù không thể đọc sách thi đậu lấy công danh, con cũng sẽ tìm một công việc tử tế, kiếm bạc phụng dưỡng phụ mẫu. Chu Nguyễn Quý nói xong, Chu Nguyễn Cảnh vẫn còn trong mơ hồ, chân lâm di nhỏ giọng sai nha hoàn lấy trà giải rượu tới. Chu nhị lão gia là say thật rồi, bằng không sẽ chẳng thất lễ như vậy ở trước mặt mọi người. Chu Nguyễn Quý vừa khóc vừa nói, con sắp làm cha rồi nếu vẫn không hiểu chuyện về sau sẽ bị con cái cười vành mắt quách thị bắt đầu hơi đỏ chu lão phu nhân kéo chu nguyễn quý dậy được rồi ta biết rồi về sau hãy chăm chỉ làm việc chớ để người khác bận tâm vì mình nữa vợ cậu sống cũng chẳng dễ dàng gì ai ngờ màn nhận lỗi này vẫn chưa kết thúc chu nguyễn quý đứng dậy đi đến cạnh chu nguyễn cảnh đại ca để có lỗi lôi kéo đại ca đi cực đá để để kiếm hoa hồng là để sai rồi, về sau để không đi nữa, đại ca cũng đừng đi. Chu Nguyễn Cảnh lập tức tỉnh rượu, mắt chân thị xa sầm, quách thị thì kinh hoàng. Bạc Chu Nguyễn Cảnh cầm đi cực đá dế là từ đâu ra? Chi e là từ trộm bạc riêng của chân thị. Chu Nguyễn Quý có lòng nhận lỗi với Chu Nguyễn Cảnh, ai ngờ lại là vạch trần trò mèo của gã. Sắc mặt Chu Nguyễn Cảnh dần chuyển sang đỏ bầm, gã nhíu mày quát chu nguyễn quý lão nhị để say rượu nói nhảm cái gì đó ta đi cược đá để hồi nào hả mọi người vẫn chưa lấy lại tinh thần chu nguyễn quý lại chậm rãi chuyển hướng đi về phía chu thập cừu lâm di nhìn thoáng qua chu lão phu nhân thật nhanh trong đôi mắt âm trầm của chu lão phu nhân xẹt qua một tia căng thẳng nhưng chỉ trong nháy mắt đã trở lại bình thường chu lão phu nhân đang sợ chu nguyễn quý cỡ miệng nói ra những lời không nên nói trước mặt chu thập cừu chu đại thái thái chân thị bấy giờ như đã hoàn hồn đưa tay đẩy chu nguyễn cảnh nhanh sang đó đừng để nhị thúc thất lễ với quận vương gia phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn